Bác ơi, làm sao để khắc phục đầu mũi bị đỏ vậy bác? Cái đầu mũi đỏ chúng ta có nhiều nguyên nhân lắm. Thì thường trong những trường hợp mà mới phẫu thuật nâng mũi cấu trúc thì chúng ta thấy là cái đầu mũi nó cũng thời gian ban đầu cũng đỏ, kéo dài có thể là 1 tuần hoặc thậm chí 2 tuần, thậm chí là 3 tuần. Nhưng mà tùy theo mức độ đỏ chúng ta phải phân biệt. Đối với những trường hợp mà đỏ mà do viêm nhiễm thì chúng ta thấy là nó kéo dài theo thời gian và càng lúc mà nó sẽ bị diễn tiến nặng hơn. Từ đỏ chuyển qua đỏ bầm. Đối với tình trạng mà đầu mũi đỏ do sinh lý, do mới phẫu thuật thì chúng ta sẽ uống thuốc theo thời gian là chúng ta sẽ khắc phục đi cái tình trạng là mũi đỏ. Còn đối với trường hợp mà đỏ do viêm nhiễm, đỏ do vấn đề kỹ thuật kéo dài đầu mũi quá nhiều thì chúng ta nên lấy cái sụn ra sớm và hạ cái đầu mũi xuống thì chúng ta mới có thể khắc phục được cái tình trạng viêm đỏ như vậy.